Ông hả? Không phải, dạo này anh bị viêm xoang với lại buổi sáng dậy cũng hơi sớm mà tập nguyên là cả ngày thì không, cũng không hẳn là ốm đâu, nhưng mà hơi hơi gọi là sao ta, hơi 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 bị hắt xì một xíu. Anh trai xe hai vẫn đang quay đúng rồi, và anh cũng đang tập tập nhảy cho chương trình Anh Trai Say Hi. Em nghe hoài. Anh bị thắc mắc á, trời ơi, anh thắc mắc từ nhỏ tới lớn rồi. Đừng nói về cuộc thắc mắc của anh nữa. Bây giờ nhá, mọi người cứ nghĩ là cái cuộc thắc mắc của Hùng á là do Hùng lấy cái gì nhỉ? Gọi là lấy cái gì ta gọi là phấn phủ à? À không phải, cái gì nhỉ, đánh khối à? À mình đánh khối vào cái mắt của mình kiểu nhìn cho nó có độ sâu à, hay là sao nhỉ, cũng không biết, makeup nên không nghĩ là vậy. Vẽ bọng mắt đúng rồi, người ta gọi là vẽ bọng mắt đấy, giống con gấu trúc. Tám giờ nha mọi người ơi, 8 giờ nhá, bây giờ đã là 7:46 rồi, chỉ còn 14 phút nữa thôi là MV Mưa Đá sẽ được ra mắt trên kênh YouTube của Quang Hùng Master. Đi ăn gì chứ Hùng ơi, chưa ăn gì cả, đang đói lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại là không biết ăn gì, và ngày hôm nay cũng không gọi là sao nhở, không 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 có có đặt cơm cơm trước. Chính vì như thế là 7:30 là Hùng chưa biết Hùng ăn gì mà Hùng lên live luôn, tại vì lỡ đặt đồ ăn xong anh Grab anh gọi thì không biết sao, không biết xuống live như thế nào. À đấy, Hùng có nhận quà của tất cả mọi người, nhận quà của Music rồi, Hùng rất vui khi mà gọi là một ngày mệt mỏi về và thấy quà của Music. Mười ba phút nữa sắp công chiếu MV rồi. Họp báo Hùng cũng rất là tiếc là hủy buổi họp báo, nhưng mà không sao, cuối năm này Hùng còn rất là nhiều bài, yên tâm mọi người yên tâm, năm nay Hùng sẽ chuẩn bị rất là nhiều bài, và chắc chắn là cuối năm hoặc là có thể tháng 7 sẽ có một cái họp báo. Anh có hồi hộp không? Có chứ, mỗi lần ra bài lúc nào cũng hồi hộp cả, không biết vì không biết là khi ra mọi người có cảm thấy ưng ý hay không, cảm thấy âm nhạc đã đủ gọi là chạm tới trái tim của tất cả mọi người hay không. Nói chung có rất nhiều cái mà mình suy nghĩ, hy vọng là sẽ làm thuận ý của tất cả mọi người, đặc biệt là Music. Sao ngồi trong nhà vẫn đội nón à? Tại vì Hùng đi tập nhảy từ sáng giờ và thực sự là chuẩn bị ra MV rồi, và tóc tai kiểu không được gọn gàng cho lắm, thế cho nên là đội nó chưa kịp về làm cái gì luôn, đội cái nón mà cái áo bật livestream lên. Tối nay cày view thôi. Anh có mệt mỏi cho công việc không ạ? À? Không, không, thực sự là không đâu. Có công việc là vui rồi. Chỉ sợ là bản thân mình kiểu không biết mình làm gì ấy. Cũng có những cái giai đoạn đó, nhưng mà sau này khi làm nhiều thì mình biết là sắp tới mình phải làm cái gì, mình phải cần tập cái gì. Thì đó cũng là một cái niềm vui mà mình nghĩ trong cuộc sống của Hùng. Tại vì mình biết là ngày hôm nay mình phải làm gì nhé. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ok. Ok luôn. Anh hát đi hả?
giọng anh Khả rồi. Không biết dạo này thời tiết kiểu gọi là chắc là sáng nắng chiều mưa hay sao mà mình... À với lại thêm một phần nữa là biết sao không mọi người? Kiểu mình ngồi trên ô tô á, thì đi tới chỗ tập thì mình ngồi, thì mấy anh Grab, anh bực máy lạnh cũng khá là lạnh. Và khi mà xuống thì trời rất là nóng. Nên nó hơi gọi là gì ta? Dễ bị hắt xì, cũng dễ bị cảm. Album dự báo thời tiết hả? Cái gì lũ lụt độc đức cái gì? Cái gì trời? Music killer. Kinh khao lửa giăng hả? Phùng giăng. MV này có nữ chính không? Mọi người thử đoán xem. Nữ chính là music. Không có ai cả. Nữ chính là cục nước đá. Sao hôm nay em đội nó hả? Anh lại phải giải thích thêm một lần nữa, tại vì có những người mới vào. Là từ sáng tới giờ anh đi tập nhảy, và sau đó anh về. Anh không biết là anh phải tóc tai, gọi là nhìn vào gương, nhìn kiểu đúng bơm sơm, kiểu nó bị chỉa lên đấy. Nên thôi đội nó luôn. Không sao, anh vẫn đẹp trai. Mưa đã có khúc rap không? Có nha. Có một đoạn hùng rap, nhưng mà rap melody. Bài tiếp theo là bão tố hả? Cho MV anh có khóc không? Không. Cho MV anh quậy không? Cho MV này anh là một người gọi là có hai. À thôi, tí mọi người xem đi. Tự dưng gài tôi nói à. Lát anh đang nói gì? Anh cũng chưa biết. Anh chưa nghĩ ra anh đang nói gì nữa. No. Mọi người ơi, 8 giờ nha, 8 giờ mọi người nhớ ủng hộ MV Mưa Đá Trùng nha. Đội đón tại vì là tôi đi tập nhảy từ sáng đấy giờ. Nên về tóc tai bờm sờ, nói chung là nó xề xòa lắm. Nên đội đón. Đừng ai hỏi là sao, lý do sao đội đón nhá. Tại vì tóc đi từ sáng tới giờ tóc xấu lắm nên phải đội nón. Mà bây giờ là 7:30 rồi. À, nãy livestream là 7:30 rồi. Có nhiều người hỏi là tại sao anh ở nhà mà anh đội nón. Tại vì anh bị hói á. Anh bị hói nên anh đội nón á. Vừa lòng chưa? Đội nó trong nhà lùn lắm. Ok, tôi biết rồi. Tôi lùn sẵn rồi. Nên không sao. À quên nhầm chứ, cao rồi nên không sao. Lùn có đi 1-2 xăng cũng chả vấn đề gì. Không sao đâu. Quay xét hả? I'm fine. Nào ra sóng thần hả? Trời đất ơi. Tôi mà ra bài sóng thần chắc là từ đó sẽ không thấy Quang Hùng Master đi xuất hiện trên social nữa. Mệt quá, mệt vì ăn quá đẹp. Anh cảm ơn em rất nhiều. Vậy thì em hãy mệt tiếp đi. Hát nghe anh. Một tình yêu đã vỡ tan, mình anh giữa thế dài ngồi ôm nỗi đau gánh đôi mi sâu. Sao nữa? Tần tần ta đã quên lời luôn rồi. Quên lời luôn rồi. Na 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 ta
tơ. Mệt tiếp đây. Biết sao không? Có nghĩa là từ sáng đến giờ Hùng đi tập nhảy, không phải là đi hát đâu, mà kiểu mình gọi là tâm lý, bị gì nhỉ? Bật nghề nghiệp vào, đúng rồi. Mới đưa tay lên mà kiểu nhạc nó vừa lên cái là bắt đầu mình hát luôn. Mình hát thật luôn. Cứ hát đi hát lại một hồi xong rồi. Bật nghề nghiệp. Sao sáng tác mà quên lời. Anh cũng chả biết nữa. 6 phút nữa thôi mọi người ơi, 6 phút nữa thôi. MV Mưa Đá sẽ chính thức trên kênh YouTube Quang Mastering. Ê, tôi hồi hộp quá trời này. Hồi hộp quá. Cậu giã hả? Hôm trước á, xem TikTok hình như có cái gì mà luyện mắt. Tại vì mắt của Hùng đeo kính cận nhiều quá, nên cái lúc mà khi mà mở ra hay bị lờ đờ hay kiểu như này này à, hay kiểu anh kiểu mình không nhận ra ấy, mắt mình hay nhíu nhíu lại. Xong mình cũng tập ngày nào cũng liếc cái mắt coi như này, liếc hồi cảm giác mắt mình như bị lé luôn á, thật thề. Tự dưng soi gương cảm giác kiểu bị gì ấy. Chắc dạo này không đeo kính nữa đâu. 4 phút nữa thôi mọi người ơi. Chỉ là 4 phút nữa thôi. À, người ta tập cái đó để nhìn bài thi hả? Thế à? Anh lại tưởng tập cái đó mắt kiểu sẽ linh hoạt hơn. Mưa đá. Ra bài lốc xoáy đi anh. Bài lốc xoáy à? Cái chủ đề đó nó thiên tai quá. Thôi chắc anh không biết được cái chủ đề đó đâu. Lốc xoáy chắc là một cái cơn lốc xoáy gì đó trong lòng của mình, bão tố trong lòng của mình. Kiểu như là cái người đó bỏ mình đi. Hoặc là có thể một cái tình yêu mà... Thôi, thiên tai quá, bỏ đi. Mưa đá tại vì MV này là một cái bài hát này là một cái bài mà Hùng đã viết cách đây 2-3 năm trước rồi. Hai năm rưỡi đó. Là trong đợt dịch, trong cái đợt Covid ấy. Nói chung cũng lúc đó cũng khá là kiểu stress. Tại vì mọi thứ xung quanh mình nó bị tiêu cực quá. Thì mình cảm thấy sao lúc đó là cũng thời tiết cũng nóng nha. Nhưng mà mình nghĩ sao thời tiết nóng mà mình lại cảm thấy một cái gì đó lạnh giá xung quanh mình ta. Nó một cái cảm giác mà đau đớn nó lạnh lùng tới lạ kỳ, mà kiểu bị lạnh trong tâm hồn á. Tới mà cái lúc mà kiểu mình nghĩ là chắc phải -20°C á, nó mới diễn tả được cái cảm xúc nội tâm của mình lúc đó. Và khi mà -20°C như là mưa đá rơi á, nên lúc đó bắt đầu suy nghĩ tới cái câu chuyện là mưa đá. Nói chung nó cũng hơi nội tâm một xíu, nó cũng hơi kiểu suy nghĩ sâu xa một xíu. 2 phút nữa thôi thì Hùng sẽ tắt. Và mọi người ơi, hãy vào kênh YouTube Quang Hùng Master đi ủng hộ cho các khúc mưa đá nha. Nhớ nha. Cảm ơn rất nhiều. Khóc hưng sắp. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Không biết là có một chiếu gì ta. Mắt cũng cận quá, mình chẳng thấy gì. Xem nào.
Video sẽ được công chiếu trong tận giây lát. Thôi, bye bye mọi người nhé. Mọi người ơi, qua kênh YouTube Quang Hùng Master đi ủng hộ cho ca khúc Thủy Triều nhá. À, tôi lắc rồi, ủng hộ cho ca khúc Mưa Đá nha. Thủy Triều qua rồi. Thủy Triều qua rồi. Bye bye mọi người. Mưa đá nhờ. Nghe Mưa Đá xong nghe Thủy Triều cũng được. Bye bye mọi người. Bye bye. Gọi tên em cái. Ờ, bị lướt rồi, anh không thấy nữa. Bye bye mọi người nhá. Công chiếu chưa? Đã vào chưa? Còn 2 phút nó mới công chiếu cơ. 1 phút nó đi tắt lại nhá. À mà quên, mình còn share bài nữa mà. Thôi, bye bye mọi người nhá. Bye bye. Mưa đá nha, bye bye.